Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, sau đó bấm vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Phá đình chùa, lấy trộm đồ ở đình chùa sẽ phải chịu những nghiệp gì? Cổ nhân chúng ta có câu: tha rằng khuấy động nghìn sông còn hơn quấy nhiễu tâm người tu đạo. Luật nhân quả ở đời: làm thiện hưởng thiện, làm ác phải chịu ác. Bất kính với thần Phật là một điều dại dột nhất mà con người chúng ta phạm phải. Chúng ta sẽ phải chịu báo ứng theo luật nhân quả. Đình, chùa, miếu, phủ nói chung đều là những nơi thờ tự các vị thánh thần Phật, là nơi linh thiêng theo như góc độ tâm linh của chúng ta. Vì vậy, việc xâm phạm tới đình, chùa, miếu, phủ là một tội vô cùng nặng nề, và việc trộm cắp của đình, chùa thì cũng phải chịu hậu quả tương tự. Người xưa thường có câu: Phật thì từ bi, thánh thì một lì cũng chấp. Nhưng mặc dù Phật từ bi, nhưng các vị hộ pháp của Phật thì không như vậy. Họ sẽ xử theo đúng luật nhân quả với những ai làm việc mạo phạm tới thần Phật. Trong các ngôi chùa ở Việt Nam, hai vị hộ pháp ở nhà bái đường thường tạc to lớn hơn người thường, trang phục như võ tướng, đầu đội mũ trụ, mặc áo giáp, thân thể vạm vỡ, ngồi trên sư tử, có sẵn khí giới để bảo vệ đạo pháp. Tượng khuyển thiện thường tô mặt trắng, nét mặt thanh thản, đặt bên tay trái bàn thờ Phật, tay cầm viên ngọc thiện tâm. Tượng trừng ác thường được tô mặt đỏ, đặt bên tay phải bàn thờ Phật. Tượng có nét mặt thường rất hung dữ, lăm lăm vũ khí để trừng trị kẻ ác tâm, như răn đe mọi người lánh xa con đường dẫn tới mọi cái xấu, cái ác. Hình tượng hộ pháp trong đạo Phật có tên gọi đầy đủ là Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Đây là những thiện thần phát nguyện hộ trì Phật Pháp, những vị thiện thần tự nguyện hỗ trợ đạo Phật. Nhìn chung, hình ảnh các ngài hộ pháp thường thấy là to lớn, mặc áo giáp trụ, đầu đội mũ thiền tướng, tay cầm bảo kiếm, chày kim cang bảo sử. Dân gian vẫn thường có câu to như ông hộ pháp để nói lên dáng vẻ khổng lồ oai vệ của những ngài. Những người làm việc thiện, việc lành sẽ được các vị thiện thần ủng hộ, làm việc ác thì bị các ác thần trừng phạt và khiển trách. Ở các nơi như đình, đền, miếu, phủ thì thờ các vị thánh như Thánh Trần Triều Hưng Đạo Đại Vương, Thanh Hoang Lang, Tam Tứ Phủ. Nếu như chúng ta bất kính với các vị thánh thần này, thậm chí còn nguy hiểm hơn rất nhiều, bởi vì các vị thánh này đều là các vị tướng lĩnh, các vị quan chức, có quân lính, có tùy tùng, có người phục dịch và thường là rất đông. Cho nên một khi đã phạm phải các vị này thì chúng ta đều phải nhận hậu quả rất thảm khốc. Việc ăn trộm, ăn cắp những đồ vật của nhà chùa, nhà đình thì cũng phải chịu tội nghiệp vô cùng lớn. Không ít hành động vì gian tà với nơi cửa chùa mà gặp những bất trắc, vận hạn trong cuộc sống đã được dân gian lưu truyền nhằm răn dạy con cháu biết giữ gìn, trân trọng cổ vật, đồ thờ nơi chùa chiền. Có rất nhiều người không tin vào luật nhân quả báo ứng, thiện ác có báo. Thực tế đã có rất nhiều trường hợp phải nhận quả báo ngay lập tức, khiến cho mọi người phải tỉnh ngộ. Quả báo là đền lại những gì mà chúng ta tạo ra, ảnh hưởng tới người khác. Những gì chúng ta làm, dù là tốt hay xấu, dù vô tình hay cố ý, đều sẽ hoàn trả lại cho chúng ta một cách sòng phẳng, không thiếu sót khi hội đủ nhân duyên. Có 3 loại quả báo chính. Loại thứ nhất là hiện báo. Phàm là quả báo đều có nhân, có duyên, nhân duyên quả báo. Nhân là đời quá khứ đã tạo, duyên là hiện tiền. Bây giờ gặp được duyên, đem những nghiệp nhân này trong A Lại Đa lôi kéo ra, thế là biến thành quả báo của hiện tiền. Quả báo thiện nhất định có chủng tử thiện. Chủng tử là nhân gặp được duyên thiện. Duyên có 2 loại: tăng thượng duyên, thuận cảnh tăng thượng duyên, nghịch cảnh tăng thượng duyên. Nếu như nhân của ta tốt, có nghĩa là trong A Lại Gia của chúng ta có nhân thiện, chủng tử thiện, thì cho dù thuận hay nghịch tăng thượng duyên đều có quả báo rất tốt. Còn nếu như trong A Lại Gia thức của chúng ta là nhân ác, chủng tử ác, thì gặp được duyên thì cũng biến thành việc ác, quả báo ác liền hiện tiền. Những chân tướng sự thật này chúng ta chỉ cần bình lặng quan sát thì thấy sẽ rất rõ ràng và tường tận. Thứ hai gọi là sanh báo. Sanh báo là cả đời này không được thấy quả báo, mà là quả báo ở đời sau. Chúng ta ở thế gian này cũng nhìn thấy rất nhiều sự việc loại này.
có thiện báo, có ác báo, dường như chẳng phải cái nhân của cả một đời này. Con người là thiện nhân, là người tốt, thế nhưng quả báo của họ lại không tốt, đời sống khó khăn. Còn người kia lại là người ác, nhưng lại phát tài lớn, đại phú, đại quý. Điều này chúng ta nên biết, nhân phú quý của họ là do trồng từ đời trước, ở ngay đời này được chín muồi cho nên họ được hưởng. Tội nghiệp mà cả đời này tạo ra thì đời sau sẽ phải chịu quả báo thông ba đời. Loại thứ ba gọi là hậu báo. Đời thứ ba về sau không nhất định là lúc nào, có khi là cách xa nhiều đời, khi nhân duyên hội đủ thì quả báo liền hiện tiền. Hiểu rõ đạo lý này thì khởi tâm động niệm của chúng ta cần phải thuần tịnh, tâm địa nên hiền lương. Người có tâm địa hiền lương thì nhất định có phước về sau, người có tâm địa không tốt thì nhất định có hung tai. Chân tướng của sự thật đạo lý này thì chúng ta phải nên hiểu. Và để nhận thức rõ ràng hơn về nghiệp của việc đập phá đình chùa hay ăn trộm ăn cắp đồ vật của đình chùa như thế nào, kênh Tử Vi xin giới thiệu với tất cả các bạn một câu chuyện tâm linh có thật về nghiệp đập phá đình chùa của cả một làng. Câu chuyện được bắt đầu tại xóm Tây Tiến, xã Phú Lạc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Ở xã này, người ta đồn đại nhau rằng nơi ấy là xứ sở sát đàn ông, bởi vì quãng đường làng dài chưa đầy 1 km, người ta đã đếm được hơn 30 trường hợp bị điên, còn những người phụ nữ thì quá bụa, kể mãi mà chẳng hết. Nhiều năm qua đi, những người phụ nữ độc thân này ở đây đặt ra một câu hỏi, tại sao họ lại phải chịu một cuộc sống như vậy? Hầu hết những người lớn tuổi kể câu chuyện đập phá đình chùa của làng ra làm nguyên nhân để lý giải cho cái số kiếp đau buồn của những con cháu. Đã nhiều thế hệ trôi qua, người dân của xã Phú Lạc đón thầy phong thủy từ tận miền Nam ra để tìm hiểu nguyên nhân của hiện tượng kỳ bí này, nhưng đến tận bây giờ thì câu trả lời vẫn còn để bỏ ngỏ. Đến đầu xã Phú Lạc, rẽ vào con đường dài thườn thượt nhếch nhác nham nhở, rồi đi tiếp khoảng 1 km là đến xóm Dùng Dận. Người ta hay gọi là xóm Dùng Dận từ bao đời nay, bởi vì nơi đây nổi tiếng với những câu chuyện như cả nhà đều điên, bốn mẹ con đều quá bụa. Những người dân ở đây cũng thừa nhận rằng đàn ông trong xóm ấy ra đi một cách rất kỳ lạ. Họ không phải chết do ung thư, do tai nạn, do đột tử, tai biến mạch máu não, mà có khi đang ăn dưa hấu cũng mắc nghẹn mà chết. Khi nghe mọi người kể câu chuyện trên, chúng tôi bán tín bán nghi, muốn mục sở thị thì mới tin được. Nhiều nhà có 5 người thì tới 4 người bị điên, có gia đình cả 4 mẹ con đều quá bụa, họ dọn về ở chung một nhà, thế là trở thành ngôi nhà quá chồng. Đến đây tôi mới thấy được tận cùng nỗi đau chẳng kém gì những lời đồn thổi. Tôi tìm đến nhà ông Lê Xuân Phiên, người mà dân làng vẫn quen gọi là lão già đau khổ, bởi vì 3 người con điên của ông đã gây ra cho ông bao nhiêu tàng tóc. Ông bất mãn tới mức phải nhờ hàng xóm đến nhà đóng củi để nhốt con mình trong 7 năm qua. Chắc lão Phiên cũng khổ tâm lắm, nhưng không làm như vậy thì không ổn. Khi chưa bị cùm nhốt, nó đã dùng cuốc bổ vào đầu ông nhiều lần làm cho ông chết hụt. Người con khác của ông thì dùng chay giã gạo đập nát đầu đứa con dâu hiền dịu đang tuổi lao động và là lao động chính của cả gia đình. Làm chuyện động trời ấy xong, nó vào nhà ngồi rít thuốc lào như không có chuyện gì xảy ra. Ông Phiên không chết thay cho con dâu thì ông là người phải tiếp tục sống và chịu những cảnh đau thương. Căn nhà của ông lão Phiên bây giờ đẹp lắm, đó là tiền nhà báo xin được để xây cho ông. Căn nhà trước đã bị thằng con trai thứ ba mắc bệnh tâm thần, nổi cơn điên, lừa cả nhà đi vắng, liền dỡ hết gạch đem bán dần cho chủ lò gạch. Nó bán lấy tiền để ra chợ mua thịt và hút thuốc lá phì phèo. Cũng ở gần đó, nhà chị Đức có 5 người, trong đó có 4 người bị mù. Ngoài chị Đức còn 2 người anh trai trên tuổi thì cũng không nhìn được mặt trời, và mẹ đẻ ra chị Đức cũng bị mù đã vài chục năm qua. Căn nhà lá đơn sơ ấy chỉ có ông Lê Văn Vít, năm nay đã gần 80 tuổi nhưng vẫn là lao động chính của cả gia đình. Chị Đức là người biết rất nhiều chuyện của làng xóm, bởi vì đôi mắt ngầu đục như củi nhãn ấy chỉ nhìn vào bầu trời riêng mịt mù tối tăm, nhưng trí tuệ của chị lại rất sáng. Có ai đó nói gì tai chuyện gì là chị nhớ ngay, khả năng tổng hợp thông tin của người đàn bà mù này rất tốt. Chị Đức bắt đầu kể vành vách như thể người hướng dẫn viên thực thụ. Như lời chị giới thiệu,
thì khu 3, khu 4 là nơi nhiều người quá nhất. Khu này gọi là khu Tây Tiến, xã Phú Lạc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Chị Đức còn hỏi rõ chúng tôi xem hỏi những tên của gia đình có phụ nữ lấy chồng, sau đó chồng chết, hay cả những người không lấy chồng. Người phụ nữ ngồi nằm nhầm. Nhiều, nhiều thật, có những nhà còn bà bốn tê hệ qua bụa sống lùi nhau. Khu Tây Tiến nằm rải rác trên con đường nhầy nhụa dẫn vào trung tâm hành chính của xã. Phía tay trái đường là con ngòi, lớp giang dở đang gồng mình chảy bởi vì xỉ than, gạch vụn đang đổ tràn lan từ mấy lò gạch to ụt cạnh đó. Sông ngòi chết, người bên sông cũng chết, làm cho cảnh vật nơi đây không thể đau buồn hơn. Kế đến dòng nước đục ngầu hắt hiu là cánh đồng hoang nẻ toác. Trên cánh đồng có vài bóng người phụ nữ thong thả làm thay phần việc của đàn ông. Đồng hoang, dòng nước chết, phần nào cũng thể hiện được sự đau khổ, nghèo đói của người dân nơi đây. Họ chỉ tập trung dọc bên phải con đường vào Ủy ban Nhân dân xã, cho nên việc thống kê nữ quá bụa ở nơi đây, chị Đức rành mạch hơn cả. Chị bắt đầu tính, từ đầu thôn Tây Tiến, bà Ngô Thị Đào, bà Nguyễn Thị Thình, chị Lê Thị Phương, bà Đinh Thị Trọng, bà Lê Thị Thu. Chị cứ kể, nhà báo cứ ghi, nhưng ghi mãi vẫn không sao có thể liệt kê một cách tỉ mỉ về số người phụ nữ quá bụa của Tây Tiến. Chị đột ngột dừng lại. Hình như tôi chưa có tên trong số đó nhỉ? Tôi cũng không chồng mà chị. Rồi bỗng nhiên chị cười, nụ cười ấy có gì đó buồn lắm. Năm nay đã ngoài 40 tuổi, nhưng chị chẳng đi đâu. Chị muốn lấy chồng, nhưng chẳng ai lấy. Khối người khiếm thị kém sắc hơn, mà họ vẫn lấy chồng, vẫn sinh con, vẫn được thiên chức làm mẹ. Nhưng khốn nỗi, chị lại sinh ra ở khu có những người đàn ông rủ nhau chết, cho nên chẳng ai dám rước chị. Vì sao những người đàn ông trong làng lại rủ nhau ra đi một cách kỳ lạ tới như vậy? Việc này liên quan gì tới việc phá đình chùa khi xưa và lời đồn đại của những người đàn ông của làng phải hứng chịu cơn nổi giận của thần thánh? Chị bắt đầu kể tiếp. Thời đó có một người tiên côn làm cán bộ ở nhà xử lý giống. Sau khi phá đình chùa, một số thứ được chuyển về bếp ăn tập thể, trong đó có đầu của một pho tượng Phật. Ông côn vốn tính hay nghịch ngợm, cho nên cho đầu của pho tượng vào trong bếp đun. Về sau ông côn đã chết bất đắc kỳ tử, và hiện nay thế hệ con cháu của ông còn sống thì cũng phải chịu nhiều đắng cay. Người thì tâm thần, người thì khuyết tật, gia đình thì lưu lạc. Những người phụ nữ quá bụa thì phải thống kê bằng giấy, nếu không khó mà có thể kể hết. Chắc đi tận cùng đất nước này không ở đâu đặc biệt như nơi đây. Câu chuyện đang trở nên thường nhật ở xóm Tây Tiến, xã Phú Lạc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Nhiều nhà có tới 5 người thì 4 người bị điên. Có gia đình cả 4 mẹ con quá bụa, họ dọn chung ở một nhà, thế là trở thành ngôi nhà quá chồng. Càng hiếu kỳ hơn khi người ta chỉ chúng tôi đến một gia đình có 5 người thì 4 người bị mù. Đó là nhà ông Đoàn Văn Vít. Nhà ông mù gần hết cho nên chẳng đi đâu. 4 tấm thân mù lòa suốt ngày chỉ ngồi ở trong nhà ngóng ngóng với nhau. Hai khu hành chính nằm kế sát nhau, bán kính chưa đầy 1 km mà số lượng người tâm thần và phụ nữ đơn côi có tới gần 100 người. Nếu đem con số đó chia đều cho nóc nhà ở khu vực này thì phần trăm mà chúng tôi có được đã lên tới còn số 100% nhà có người điên và phụ nữ quá. Số người tâm thần điên loạn trong xóm rất đông, có những người điên nặng như anh Lê Văn Tuấn, Lê Văn Nga, Lê Văn Nghĩa cùng bị nhốt chung một nhà thì đã từng giết vợ, đốt nhà, đâm cả trưởng công an xã. Nhẹ nhất như chị Lê Thị Đông đã gần 50 nhưng chỉ biết lang thang ngoài đường nhặt lá đá ống bơ. Bà Đào Thị Cam, một trong số nhà có tới 3-4 mẹ con quá bụa về dọn sống cùng với nhau. Vì hoàn cảnh chiến tranh cho nên mẹ đẻ ra bà Cam côi cút chồng, sau đó lại đến chồng bà Cam cũng mất khi bà vừa mới chớm độ mặn mà. Quái oăm thay, em trai của bà thì cũng bị chết vì chứng suy thận cấp. Em dâu của bà Cam là Lê Thị Phương khi đó mới 27 tuổi, thấy mẹ, chị gái sống đơn thân cho nên không nỡ đi bước nữa. Một mặt vì thương mẹ, thương chị, nhưng hơn ai hết chị luôn nhận thức rằng mình sinh sống ở xóm sát chồng. Mặc dù có nhan sắc, việc đi thêm bước nữa đâu có khó gì, nhưng nếu có đi chuyến đò nữa thì cũng... Người ta thường nói, những người đàn bà thông minh thường phải gánh thay công việc của chồng.
đã mấy chục năm qua đi, căn nhà của bà Cam lạnh tanh, không có bóng dáng của người đàn ông. Ba người phụ nữ ngày nào giờ đã có tuổi xế chiều, người thì tóc điểm bạc, có người nhìn vẫn nhuận sắc. Ai cũng thắc mắc tại sao ba mẹ con quá bụa, không ai chịu đi bước nữa. Nhưng người ta đâu biết rằng ở trong xóm đàn bà quá ấy, mấy người được hưởng cái diễm phúc đơn giản đời thường, sống chung với chồng qua độ tuổi 60. Vậy nên bao nhiêu người đàn ông nhỡ nhàng quá lứa hay đứt gánh giữa đường khi đến đây cũng mong muốn tìm được người phụ nữ để nhờ cậy nương tựa. Nhưng khi vào quán trà đá, nghe người ta kể chuyện chết chóc điên loạn ở đây và họ một đi không trở lại. Nhà bà Cam là một minh chứng. Mẹ bà là Hoàng Thị Én, ngày ấy nhan sắc như vậy, nhưng chồng bà nghe theo tiếng gọi của quê hương, ông ra trận rồi hy sinh. Vậy là Tây Tiến mất đi một người đàn ông. Khi em trai bà Cam lấy vợ, cuộc sống đang ấm áp vậy mà đầu năm 1993, cơn thịnh nộ của Từ Thần lại nổi lên, cướp đi mạng sống của anh. Chị Nguyễn Thị Phương, em dâu của bà Cam, liền ở vậy. Ba mẹ con chung sống với nhau để tìm cái hạnh phúc nhỏ nhoi trong niềm bất hạnh lớn lao của những người quá bụa. Nhà bà Mai Thị Đậu thì lạ lắm. Bà là vợ hai của ông Nguyễn Văn Bê. Đời của bà bất hạnh cho nên phải đi bước nữa. Cảnh con ông, con tôi, con chúng ta khiến cho gia đình bà có tới gần chục người con. Chồng bà thì suốt ngày nhậu nhẹt, bà Đậu phải một mình lo cho 9 đứa con. Ấy vậy mà chồng bà trong phút chốc đã ra đi, để lại mình bà lo cho 9 đứa con. Mấy người con, đứa thì tâm thần, đứa thì liệt giường, đứa thì quá bụa. Sau khi ông chết, bà cũng sức tàn lực kiệt. Rồi trong một lần tai nạn, từ người phụ nữ nhanh nhẹn hoạt bát, bà trở thành người tàn phế suốt đời. Tang chồng chưa xong, nấm mồ chưa kịp xanh cỏ, bát hương cắm chưa đầy chân nhang, thì con trai bà là Nguyễn Văn Hạ cũng bị lưỡi hái tử thần cướp đi sau đó chưa đầy năm trời. Lê Thị Thu là vợ của anh Hạ chết lặng nhưng không muốn tin vào sự thật đó. Nhưng rồi sau đó chị lại tự động viên mình vượt qua, bởi mệnh trời không thể cưỡng được, bởi vì chị đang ở giữa thôn Tây Tiến, cái thôn mà quá chồng từ bao đời nay. Nhà chị lúc này có 3 người đàn bà độc thân, bởi vì ngoài bà Đậu, chị Thu còn một người phụ nữ ngẩn ngơ tên là Lê Thị Đông, đã trên dưới 50 tuổi. Có lẽ chẳng ai dám lấy chị bởi vì chị đang sống ở cái xóm âm thịnh dương suy và bị tâm thần. Nhà chị Thu không có đàn ông, xóm thì cũng ít đàn ông, nhà chẳng có mấy khi có khách tới, cho nên chúng tôi nhận được sự tiếp đón chu đáo lắm. Nhà chị chỉ có nước sôi, ấm chén lâu ngày không có người dùng cho nên cáu lại, có vị lậm lậm. Hồi Tết họ có mua bao thuốc lá về để gọi là cho có lệ, nhưng để lâu chẳng ai hút, nay đem ra mời khách thì thuốc đã mốc. Câu chuyện đang xôm thì bỗng nhiên dừng lại ở đoạn chị Thu kể về gia đình mình. Sau khi chồng chết, đứa con lại bị tật nguyền. Con gái chị rất xinh, nhưng cô gái lại có đôi bàn chân cà kheo, đôi tay co quắp. Nói về gia đình mình, chị cảm thấy thật là sầu đau. Mẹ thì chịu bán thần bất toại, đứa em thì suốt ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Từ ngày chị Thu mất chồng, phận gái phải đứng ra gánh vác tất cả mọi việc trong gia đình như chiếc cột chống lại định mệnh. Bốn phận đàn bà sống tựa vào nhau tới nỗi lâu dần thành quen. Có một điều đáng lưu tâm, những cái chết của đàn ông Tây Tiến, xã Phú Lạc hầu hết diễn ra trong khoảng thời gian trước và sau thập niên 90. Đàn ông Tây Tiến chết rất thảm khốc. Người ta kể rằng xóm Tây Tiến đám ma, chay lúc đó chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em. Đàn ông thời ấy chết vì rất nhiều lý do, nhưng họ đều chết trẻ. Rất nhiều người ở Tây Tiến gặp cảnh họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai, cho nên đã đi tìm thầy cúng với hy vọng làm lễ giải, cầu mong được bình an nhưng vẫn không ăn thua. Các thầy xem cho họ đều nói rằng ở làng có nhiều ngôi đình, chùa lớn và rất thiêng không tôn tạo mà lại phá bỏ, cho nên bây giờ bọn họ phải chịu báo ứng. Nhiều người cao tuổi trong làng thừa nhận rằng quả thật trước năm 1990, Phú Lạc có phong trào bài trừ mê tín dị đoan một cách rất cực đoan. Một ngôi đình nằm giữa làng bị phá một cách tang thương. Những câu chuyện tâm linh có thật hay không, hoặc là chỉ do người dân thêu dệt nên thì không ai rõ ràng. Nhưng chuyện vài chục phụ nữ sống cảnh đơn độc, mẹ góa còn côi ở Phú Lạc là hoàn toàn có thật.
Cả xóm nhỏ nằm san sát trên con đường làng lạnh lẽo. Chiều về, chỉ làng vàng vài bóng đàn bà và mấy người tâm thần giật giờ đi dần vào bóng tối cô quạnh, nhìn mà thấy buồn. Những ngôi đình, chùa, miếu thật vững vàng, cổ kính rêu phong như mảnh hồn làng giờ đã không còn nữa. Người ta xây dựng lại bằng công nghệ bê tông cốt thép, sơn nó bằng những loại sơn ngoại đắt tiền. Nên đình cổ xưa nay đã trở thành những nhà cao tầng. Bấy nhiêu là thứ, nhiều nhưng chưa đủ để có thể xóa đi cái buồn sâu thẳm của Tây Tiến. Đến bây giờ, người dân Phú Lạc vẫn kể về cái thời vàng bóng của vị lãnh đạo xã. Đằng sau những thành tích trong việc xây dựng địa phương, ông cũng là người đầu tiên trong phong trào bài trừ mê tín dị đoan của những thập niên trước. Ông đã chết vì chứng suy thận cấp. Điều đáng lưu tâm ở đây, hiện nay nhiều thế hệ con cháu của ông vẫn đang sống trong cảnh sống dở chết dở. Vợ ông thì nằm liệt giường, con cái thì tâm thần, người thì ly biệt. Nhìn cảnh tượng đó, không ai là không thương cảm. Những câu chuyện đau thương kia chỉ phần nào được hé mở khi tôi được sự chia sẻ của ông Tuyết và nhiều cao niên bô lão trong làng, trong đó có ông Lê Kim Ngân là người cao tuổi nhất trong xã. Ông Ngân năm nay đã 95 tuổi, nhưng đầu óc vẫn còn tinh thông, dáng vẻ quắc thước. Ông kể một cách tường tận về lịch sử hình thành, phát triển của những ngôi đình chùa vàng bóng một thời nơi đất giữ này. Ông Ngân là con nhà dòng dõi ở xã Phú Lạc, cho nên khi nghĩ tới việc tôn tạo lại những ngôi chùa, mái đình, người ta đều phải tìm đến ông, coi ông như một kho sử sống. Phú Lạc có 3 ngôi đình chùa, đều nằm trên địa bàn thôn Tây Tiến. Ngôi chùa nằm ngay bên phải, trái con đường vào xã trên một quả đồi cao, rộng nhất làng. Còn 2 ngôi đình khác nằm cách Ủy ban Nhân dân xã không xa. Chùa nằm trên quả đồi cao nhất, được xây dựng chạm trổ với những đường nét rất tinh xảo. Cột chùa được làm bằng gỗ mít, ngôi miếu thì được xây uy nghiêm ven một dòng kênh. Miếu rất thiêng cho nên cứ ngày rằm mùng 1 rất đông người vào hương lễ. Ngôi đình thì được xây dựng một cách rộng lớn hơn. Đình rộng 5 gian lát đá hoa, tường xây bằng đá ong, oai phong cổ kính. Vậy mà giờ đây tất cả đã sụp đổ chỉ vì phong trào bài trừ mê tín dị đoan một cách tiêu cực kia, để giờ đây những người dân ở nơi đây phải gánh chịu cái nghiệp mà thế hệ trước đã gây ra. Câu chuyện kết thúc. Các bạn đã được lắng nghe video đập phá đình, chùa, lấn chiếm đất đình chùa, ăn cắp, đồ của đình chùa. Sẽ phải chịu những nghiệp báo gì của kênh Tử Vi? Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy ấn đăng ký, chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh Tử Vi nhé. Xin chào.